Hôm nay kiểm tra phòng tới đây được rồi. Nhưng mà còn riêng hai cô, không phải hai cô cảm thấy đợt thi thứ hai này như vậy là đã kết thúc rồi đó chứ? Còn nữa hả? Thầy Đặng cứ việc ra đi. Dòng 2. Nói lại bệnh án của Dương 14 khi nãy đi. Tân lệ, nữ, 2 tuần. Dị ối mửa nhiều lần, vàng da. Nghi đó là bất thường bẩm sinh, nhập viện chữa trị. Sau khi phòng thực nghiệm kiểm tra, trong vật ói đó có chứa dịch mực. X quang sau khi chụp bụng đứng, bao tử và tá tràng. Phần đầu bao tử giãn rộng và tích khí. Sau khi kiểm tra CT xác định được tuyến tụy hình vòng. Phương pháp điều trị cụ thể sao? Dự tính tuần sau tiến hành phẫu thuật bụng. Nếu lúc phẫu thuật xác nhận tuyến tụy hình vòng, tiến hành làm phẫu thuật nối tá tràng hình thoi. Rất tốt. Để kế tiếp. Chuẩn bị trước đi, để thi quyết định thắng thua sắp ra rồi. Trong quá trình đang tiến hành phẫu thuật nối tá tràng hình thoi, đứng sát vào, lại phát hiện tá tràng bệnh nhân xuất hiện vách ngăn, thì nên xử trí ra sao? Chà, tình huống đột xuất trong phẫu thuật câu hỏi khó quá vậy. Cậu đang rảnh lắm có phải không? Bận quá đi. Nếu không trả lời được sao? Nếu không thể trả lời được câu này thì cũng nghỉ việc đi. Đồng thời tiến hành cắt bỏ vách ngăn. Trong lúc phẫu thuật cần chú ý những gì? Phải chú ý xung quanh vách ngăn có miệng ống tụy túi mực không? Còn gì nữa? Trong lúc cắt bỏ vách ngăn tá tràng, nhất định phải chú ý không được tổn thương đến miệng ống tụy túi mực. Cho đặt ống dinh dưỡng đoạn ruột rỗng. Sau khi phẫu thuật nhanh chóng cho tiến hành dinh dưỡng trong ruột. Cốc gia nhân xem như đã trả lời được. Tiêu gia nhân, còn cô? Như vậy không thể tính tôi thua chứ. Nếu mà thầy tính như vậy, vòng thi hôm qua xem như là tôi đã thắng. Hả? Hình như hôm qua người ói không chỉ có mình tôi, nhưng ít nhất thời gian chịu đựng của tôi lâu hơn. Như khi nãy thời gian suy nghĩ của tôi đã chậm hơn cô một chút xíu thôi. Đây là lý do gì vậy? Không phải 50 bước đang cười 100 bước sao? Ai thắng ai thua sẽ do chính thầy Đặng quyết định. Được rồi, có thôi không vậy? Hai người các cô, hay là vậy đi, trưa nay tôi sẽ cho cô thi thêm lần nữa. Chỉ một đề nữa, một gián định thắng thua. Không vấn đề. Được, vậy thì thêm vòng nữa, để cô được thua tâm phục khẩu phục. Tất thắng. Chị 3.000, đến căng tin ăn trưa đi. Còn ăn trưa gì nữa? Sao giờ ăn phải thi đấu trận thắng thua? Thầy Đặng lại không nói với thầy cái gì. Vậy tôi giúp cô tìm người hỏi đề thi là được. Ai vậy? Đoán xem. Cô mời tôi ăn trưa thật sao? Thật mà. Nhưng mà người xưa nói không có công không nhận lộc. Trời ơi, anh đừng khách sáo, ăn thoải mái đi. Cứ thoải mái đi ha. Nè. Vậy ăn đi. Tôi không khách sáo đâu nha. Cái này nữa. Này ngon nè. Tôi nói cô nghe nha, món thịt kho của căng tin bệnh viện chúng ta thật sự rất ngon đó. Nếu không phải tôi chê giá nấu mắt, ăn cả đời cũng không thấy ngán. Vậy anh ăn nhiều chút đi. Còn cái đùi gà này nữa. Đùi gà này cũng ngon nữa. Được rồi, cảm ơn. Cảm ơn cô. Anh với Đặng Đại Thần là bạn tốt đúng không? Ừ, đúng đó. Vậy chắc anh rất hiểu thầy Đặng đúng không? Đương nhiên rồi. Vậy sau khi hai người tan ca cũng phải ngồi lại trò chuyện chứ? Điều này là hiển nhiên. Vậy hai người thường trò chuyện gì? Nè, không phải. Hai người các cô mỗi người nói một câu như vậy. Chắc không phải ai trong hai cô đã thích Đặng Đại Thần đó chứ. Hả? Làm gì có chuyện đó. Trời ơi, phi lý thiệt chứ. Ăn đi. Vậy rốt cuộc hai cô muốn hỏi chuyện gì đây? Hả? Trời ơi, thật ra chúng tôi chỉ muốn biết Đặng Đại Thần ra đề thi gì thôi.
thì ra đây là hồng môn yến. Nhưng mà tôi thật sự không thể giúp được cho cô chuyện này. Tôi cũng thật... Mặt trời mọc ở hướng Tây rồi sao? Có nhiều món vậy, anh bao họ phải không? Không thể tha cho anh ấy, tôi phải gấp một đũa đó. Nè nè, tôi nói cho anh nghe, nếu đủ của anh gấp đoạn ở đây thì anh phải giúp cho hai cô gái này một việc đó. Giúp thôi mà, không có vấn đề. Tôi giỏi nhất là giới thiệu người yêu. Ê, không phải. Hai cô ấy muốn biết được Đặng Đại Thần sẽ ra đề thi gì. À, chuyện này hả? Vậy đừng nói anh ấy không giúp được. Cả bệnh viện cũng không ai giúp được hai cô. Tại sao vậy? Bởi vì Đặng Đại Thần mà ra đề luôn luôn biến quá khôn lường, ai cũng không đoán được. Nếu như hai cô bắt buộc phải hình dung thì có thể dùng một chữ để hình dung. Chữ gì vậy? Yêu. Tiện. Bây giờ bắt đầu vòng thi thứ ba. Rất đơn giản. Thi chơi game. Vòng 3. Nhưng bắt buộc trong lúc hai cô vừa chơi game vừa phải trả lời những câu hỏi mà tôi sẽ đưa ra đây. Dạ hiểu. Bây giờ tôi sẽ nói trước quy tắc. Đây là trò chơi game lập trình hai người tác chiến với nhau. Cốc gia nhân sẽ phụ trách phần trên, tiêu gia nhân sẽ phụ trách phần dưới. Trong lúc đang thi đấu với nhau, nếu có bên nào chết trước, nhiệm vụ của hai cô sẽ cùng bị thất bại vậy. Nghe có hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Tốt. Thầy Cốc, sao thầy cũng đến đây vậy? Thầy ngồi đi, mau vào trong ngồi. Trò chơi bắt đầu. Thầy Cốc à, làm như vậy có phải là hơi không nghiêm túc không? Khoan hãy đưa ra kết luận sớm như vậy, chờ xem tướng ngang làm sao đã. Bắt đầu đi. Chúng ta chơi sao đi? Tôi ở trên, cô ở dưới. Tôi biết rồi. Phối hợp với nhau sao? Nhấn nút này, nhảy nút này là bắn đạn. Không cần phối hợp hả? Trái, 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 bên trái. Bắn rất tốt. Bên trái, bên trái. Bên trái, bên trái. Bên trái. Chúng ta thông qua điểm nào phán đoán khả năng sống khi cắt ruột? Hả? Ruột hả? Ruột và màng mao mạch có nghiêm trọng không? Máu bầm và điểm xuất huyết. Màu của màng dịch ruột có bình thường hay không? Có nhu động trong ruột hay không? Tĩnh mạch màng có tắc nghẽn hay không? Còn động mạch màng với động mạch trường duyên có đập sống mạch đập hay không? Trong ruột có muối thối hay không? Nhìn lên. Hay quá. Trả lời đúng hết không? Nhiệm vụ thất bại. Chẳng chết đi được cả. Không thể tin được là gì. Tôi không biết chơi thật mà. Cô không biết chơi có thể trốn đi mà. Vừa mới chơi đã bị cô làm chết theo rồi. Vậy cô không nói sớm đi. Lúc bắt đầu tôi đã hỏi cô rồi nhưng cô lại không chịu nói cho tôi biết. Hai chúng ta đang thi đấu, làm sao tôi nói với cô đi? Hai cô đã cãi nhau xong chưa vậy? Tiêu gia nhân, lần này cô thua không phục khẩu phục rồi chứ? Tôi không nhận. Này dở trò vô lại nữa. Nếu thi đấu toàn là kiến thức về mặt y học thì tôi sẽ nhận. Làm gì có chọn bác sĩ đi thi game như vậy. Ngoại khoa học văn hiến tập vào tháng 2 năm 2007 đã từng phát biểu một đoạn văn nghiên cứu, bên trong ghi rõ: bác sĩ ngoại khoa nào mà biết chơi game, mỗi tuần nếu như chơi game 3 tiếng đồng hồ trở lên thì tỷ lệ gây lỗi sai trong lúc phẫu thuật sẽ giảm xuống tới 37% so với bác sĩ không biết chơi game. Hơn nữa tốc độ phẫu thuật sẽ được nhanh hơn tới 27%. Bởi vì chơi game có thể kích thích được hồi hải mã của chúng ta, rèn luyện khả năng phối hợp mắt tay cho chúng ta, giúp chúng ta nâng cao thị giác, sức quan sát và khả năng lực bố cục không gian. Đồng thời, bản lý luận này vào năm 2010 trong tạp chí bác sĩ ngoại khoa Hoa Kỳ cũng đã được chứng thực rồi. Đừng có đứng đây nhiều chuyện nữa, đã thi đấu xong hết rồi. Đi thôi. Vậy bây giờ tôi nên làm sao đi? Cô làm sao thì làm sao tôi biết được. Công dạy nhân. Hả? Đi theo anh. Ờ. Sao anh ấy nhìn dữ quá vậy? Cô ấy thấy không được vui đó. Tại sao anh ấy không vui? Tôi thắng mà. Thực ra thì cậu cũng thua rồi. Không phải là em thấy không phục, em chỉ là không hiểu được tại sao em lại thua chứ. Em nghĩ đi, sao anh phải sắp xếp hai người hợp tác chơi game với nhau vậy chứ? Lẽ nào anh không biết Tiểu Tiêu không biết chơi game hay sao? Anh mong em có thể hiểu rõ.
Ở trên thế giới này bác sĩ phẫu thuật giỏi tới đâu đi chăng nữa cũng đều cần có người bên cạnh phối hợp với anh ta. Em khi nãy nhìn thấy Tiểu Tiêu, người ta có ý nguyện muốn được hợp tác chung với em, nhưng mà còn em không màng tới cô ấy. Một mình em đã xung phong lâm trận ở phía trước. Vòng thi này hai người hoàn toàn có thể cùng chiến thắng. Làm sao cùng chiến thắng đi? Nếu trong tình huống năng lực chiến hữu quá yếu, có phải em nên hy sinh chiến hữu để bảo toàn lực lượng không? Nếu em chiếu cố Tiêu gia nhân, có thể đến em cũng bị thua trong trận đấu. Thắng thua có quan trọng thế vậy không? Theo em thấy rất quan trọng. Anh nói cho em nghe, em như vậy là đang chủ nghĩa anh hùng cá nhân. Nhưng mà theo anh thấy là một bác sĩ phẫu thuật cần phải có chút khí chất như vậy. Rất tốt, cố lên. Nhưng mà thầy Đặng à. Không có.